Hello. Tụi mình là sinh viên năm nhất trường đại học Văn Lang và từng là học sinh của trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Chiểu ở Bến Tre. Trong dịp Tết vừa rồi, đội chúng mình đã trở về trường và tham gia chương trình ngày hội tư vấn tuyển sinh Tôi Thành Công. Tại vì trường đại học Văn Lang chưa đến trường trung học phổ thông Cao Lãnh 2 bao giờ nên lại muốn mang Văn Lang về với trường mình để cho các em có thêm một sự lựa chọn mới. Số lượng học sinh ở Quảng Ngãi nhập học vào Văn Lang rất là đông nên là em muốn đóng góp một phần nào đó để quảng bá trường. Vừa rồi thì mình được tham gia vào đội tư vấn tuyển sinh của trường đại học Văn Lang đến với tỉnh Tây Ninh và Bình Dương, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tiền Giang và Cần Thơ. Cảm giác của em là khi về lại Quy Nhơn là em cảm thấy đầu tiên là thấy vui, sau đó là hạnh phúc vì được giới thiệu trường của mình cho tất cả các bạn. Về đây thì nói chung là được mình ở đây thì nó thân thuộc ở đây hơn, thấy rất là thoải mái. Cứ về đây rồi có đàn em này kia thì hướng dẫn tụi nó vui lắm. Có các bạn là sinh viên năm nhất, cũng có các anh chị đã tham gia rất là nhiều mùa tư vấn tuyển sinh. Em hiện tại đang làm tốt nghiệp và công việc tốt nghiệp của em rất là nhiều. Nhưng mà em vẫn muốn dành thời gian để về để chia sẻ với các em. Bọn em cũng muốn nói rõ cho các em hiểu biết về cái ngành của mình và cái cuộc sống trên Sài Gòn nó như thế nào. Từ một trường nhỏ đó là Nguyễn Trãi, chúng mình đã mở rộng quy mô ra là tạo thành một nhóm nhỏ để có thể đi hết nhiều trường ở trên địa bàn tỉnh. Hoạt động ở tỉnh tụi em phải tự tổ chức, tụi em phải tự lên kế hoạch và tụi em phải tự đến từng trường xin phép các thầy cô. Thầy cô có một cái dịch khác về mình, nhìn mình trưởng thành hơn, tốt hơn. Giáo viên còn kiểu PR cho trường mình và trường này rất là tốt, rất là đẹp, các em nên vào trường đó để học. Mình cũng bất ngờ là nhiều bạn học sinh đã biết về Văn Lang rồi. Và lúc mình phát tài liệu cho các bạn tham khảo thì nhiều bạn thốt lên là ôi Văn Lang kìa, mình cảm thấy rất là ấm lòng. Từ quê lên Sài Gòn thì em rất là cảm thấy là sợ, tại vì là gặp cái môi trường xa lạ. Nhưng mà khi vô thì gặp các nhiều anh chị ở cùng quê với mình thì tự nhiên trong lòng của mình cảm thấy vui với lại gần gũi. Gặp các bạn ở thành phố Quảng Ngãi mình, đồng hương của mình thì rất là vui và cũng hơi bất ngờ, là tại vì cứ nghĩ là tưởng ít bạn đăng ký lắm. Thực ra là khi mà em đã học Văn Lang rồi là em cảm thấy là Văn Lang rất là tốt. Nên là em, ai hỏi em học em đều giới thiệu cho các bạn á. Khi em chuẩn bị vào năm nhất thì em có gặp anh Nhiều với anh Quân được mấy anh chị đó, thì mấy anh chị đó tư vấn là cho em vào trường Văn Lang là như thế nào. Và tới hôm nay khi em ở cương vị này thì em đã tư vấn cho các bạn đàn em. Cho nên là thông qua chương trình tư vấn tuyển sinh, các bạn vào Văn Lang thì tụi em kết nối với nhau, liên lạc với nhau. Trong đợt khi tôi 18 hiện nay là các chị của trường Văn Lang, cựu học sinh của trường trung học phổ thông số 1 Tuy Phước có về dự và tư vấn. Thì tụi em cảm thấy rất là được truyền cảm hứng và kiểu như là mình có thêm niềm tin để mình vào, mình đậu được vào cái trường đại học Văn Lang. Có một lần là anh chị vào tour trong này để làm đồ án thì em có gặp anh chị xong rồi cái là anh chị có giới thiệu về trường mình. Tất cả các ngành đào tạo trong trường này rất là ổn. Em cũng có tìm hiểu một số sinh viên mà đang học tại trường. Em cảm thấy mọi người rất là cá tính và có chất riêng về thời trang, các sự kiện, ví dụ như là 11 AM của trường rất là hấp dẫn và đại tính sáng tạo, nên là em rất là quyết tâm để về được trường. Thì được gặp một đàn anh học quan hệ công chúng ở trường mình thì cảm giác giống như là được khai sáng vậy chị. Giống như là một bầu trời mới tỏa ra vậy đó. Em có cái nhìn gọi là chính xác hơn về ngành mình. Ngôi trường Văn Lang là nơi mà các em đã sống, các em đã hòa mình vào đó, các em đã học tập và thành đạt. Có những em đã trở thành giảng viên của ngôi trường này và chính các em cũng đã dìu dắt các đàn em của mình đi theo bước của mình. Nhà trường rất tự hào về các em.
Nơi đây sẽ là một cái địa chỉ giúp cho các em có những thành công hơn nữa. Em chọn vào trường Văn Lang trong cái ngành thiết kế công nghiệp này, cho tới bây giờ em cảm thấy là em chưa bao giờ hối hận. Em cảm thấy rất là tự hào khi mà mình học ở trường Văn Lang. Văn Lang là nhà. Chúng mình tự hào về sinh viên trường Văn Lang trên cuộc đời.